chưa tin. Thì Châu nói là có cái cặp đá diệu kỳ thì tôi chưa tin, bởi vì nếu như cái làm mà nóng ở một phần gan ấy, thì có thể là dùng cái máy sấy tóc mình làm nóng ở gan cũng được, hoặc là cái gương ảnh cũng nóng cũng được, chứ không cần phải cái cặp đá này. Mua cặp đá này vừa nhiều tiền vừa tốn tiền, nếu mà chỉ cần cái hơi nóng, sức nóng thôi thì tôi mới chưa tin. Thì đến khi tôi mới bảo cái quyết tâm thì tôi đi học cái lớp cơ bản mình học ở trên mạng ấy, chỉ là khi mình không có cái cơ bản thì có thể là mình chưa làm đúng cái cái kỹ thuật, mà lại phải từ đâu đến đâu. Thế thì tôi mới đến đây tôi học, tôi đến nhầm mà lớp cảm sản thì tôi lại đi về. Thì hôm đó không học cảm sản thì tôi lại mua cái cặp đá, mua cái dụng cụ này về tôi làm. Thì tôi mua cặp đá về tôi trường đá, tôi cho vào máy tôi trường 5 phút, đầu tiên là 5 phút nóng quá, nóng quá tôi trường nó tôi hết cả cái nó đỏ ấy, cả cái này nhìn cái đen. Hôm sau tôi chỉ cho 3 phút thôi thì nó vừa đủ cái độ ấm, 1 tiếng rưỡi 2 tiếng vẫn có độ nóng. Thì tôi trường được 2 ngày, thứ nhất thì trường thấy nó nhẹ nhẹ người thôi nhưng mà nó chưa kết quả ngay. Ngày thứ 3 thì tôi thấy là tôi trường tôi ngủ rất là ngon, ngon lắm. Trước tôi ngủ thì còn cứ đêm ngủ nó cũng ngủ ngon nhưng nó cứ mộng đầy, nó cứ cái gì ấy, cái kiểu gì. Đến ngày thứ 3 tôi trường thì tôi không thấy mơ mộng cái gì cả, mà ngủ từ lúc bắt đầu đi ngủ là ngủ cho đến sáng. Thì đến ngày hôm qua này tôi đóng cái trường đến từ tối đến sáng ngủ 5 giờ ngủ quên mất khi tập thể dục. Vẫn cái trường gan nó vẫn vào tư thế mình nằm ngửa để đến trường với gan nó như thế, không có không mua cái gì cả. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.